này cây phường vị bên đường kia nắng ban trưa, này bóng đò dẫn vào sông cha thành trăng mơ, mai trường thì âu thơ, và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm hai đứa được cả một giọng ca rất là tuyệt vời đến từ tiếng hát của cô Sáu Huệ. Và ngay bây giờ xin được thân mời quý vị chúng ta cùng chào đón phần kết hợp giữa cô và Dường của chú rể. Xin được thân mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để dành cho cô và Dường chú rể ạ. Xin được cảm ơn quý vị.